Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070. Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Hoàng Anh Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với cà phê sáng. Cảm ơn quý vị rất nhiều chọn Lê Đôi Sài Gòn TV theo dõi các bản tin vào sáng thứ tư hôm nay. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Rất vui gặp lại và gặp à, Ngọc Lan trở lại. À, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý và chúng tôi à, có một bản tin vui cái đã. À, không biết mà Ngọc Lan có thông báo cộng đồng gì gửi đến trước khi kể chuyện vui không, cho khán lại nghe à, chưa có thông báo cộng đồng nhưng mà <laughs> cái tin vui cả hai anh em chúng tôi ngày hôm nay vô cũng đều nói đến hết đó là chuyện à, một ông say rượu lái xe nhưng mà cuối cùng cố gắng đổ lỗi cho con chó chưa nghe thì chưa <cười> bao <cười> giờ thấy một cái câu chuyện nó kỳ lạ và mình mình nghĩ bởi vì nó tin nó lên thì chắc chắn nó cũng phải có cái sự thật ở đó nhưng mà mình muốn vào xem để ừ. coi nó nó sự thật như thế nào chuyện gì xảy ra với người tài xế này là... tức nghĩa là vào tối thứ bảy vừa rồi đó một có một ông ở Colorado đi nhậu <laughs> đi nhậu xỉn xong rồi ông lái xe Ông lái xe trên cái đoạn đường đó đó người ta chỉ cho có 30 dặm một giờ thôi yeah. mà ông lái cảnh sát đo được đó là ông lái trên 50 dặm, 52 dặm thì có lẽ là ông đã thấy cảnh sát rồi. Cái thế là khi mà ông ông dừng lại đó thì ông lại cố gắng để ông leo qua bên chỗ của con chó nó ngồi bên ghế hành khách rồi để ông đẩy con chó nó qua bên chỗ tài xế thì lúc mà cảnh sát bước đến là chứng kiến chứng kiến được cái cảnh yeah. mà ông đổi chỗ với con chó. Xong rồi thì ông cũng bước ra thì rõ ràng là ông bước ra từ chỗ hành khách nhưng mà những cái điều đó thì nó không thể nào mà nó thoát khỏi xong rồi lúc mà cảnh sát chuẩn bị đo nồng đồ rượu của ông thì ông bỏ chạy nữa cho nên ông cuối cùng ông bị tống lại ông bị tống lại rồi ông bị dĩ nhiên ông bị tống vô trong tù ở một ngày đó với những cái tội là say rượu lái xe rồi giống cái kiểu như là chống người thi hành công vụ gì đó nhưng mà cái cái bản tin này làm cho ngọc lan cảm thấy mắc cười nhất ở một câu đó cái câu kết của cảnh sát á là con chó không bị truy tố con chó không bị truy tố à, cảnh sát kể lại thưa quý vị họ làm một cái báo cáo rất là rõ bởi vì ừ. bắt giữ người mà họ nói rằng cái người cảnh sát lúc mà nổi xe lên á cái anh chàng này anh chỉ bị phạt cái tội là chạy quá tốc độ cái khu lái xe là 30 mươi dặm mà anh chạy năm mươi mấy dặm yeah, lần. cho nên cảnh dặm. sát chẳng lại chỉ phạt và thậm chí cũng có thể nếu có trường hợp họ chỉ khuyến cáo thôi thì ở phía sau á, họ nhìn á, là họ đã thấy toàn bộ họ nói, cái việc mà ông đang ngồi thế này ông lấy con chó để qua rồi ông nhảy cái chuyện nó rất nhanh thế thì khi mà cảnh sát tiến tới gời thì rõ ràng đây là hình ảnh cảnh sát chụp được just kidding đùa tí cho vui thôi mấy cái hình này ở trên internet à, thì cảnh sát thấy con chó ngồi ở à, chỗ à, lái xe thì họ mới hỏi chứ anh uh, uống rượu phải không? Ừ. Ha? thì anh uh, anh nói uh, không cái anh lấy tay cái anh chỉ <laughs> chỉ, con, chỉ chó. Hoặc con chó <laughs> nói no, tôi tôi không có uống rượu lái xe ừ. con chó đó <laughs> thì ông, tôi nghĩ là ông cảnh sát cũng muốn cười lắm mà ông không cười thì ông hỏi giấy tờ thì khi mà hỏi giấy tờ xe đó ông này tung cửa ông bỏ chạy mà cảnh sát nhanh ghê đó họ nói đó bắt cái anh này đó trong vòng có 60 feet thôi tức là có 20 thước tức là chạy tới mấy bước là <laughs> cảnh sát chụp được ảnh rồi thì cảnh sát cho biết thêm đó thực ra họ bắt nữa bởi vì họ xem bảng số xe đó là anh này cũng có tiền án rồi không chịu ra tòa chắc về cái tội xây rượu khác nữa bây giờ cộng thêm cho nên thấy rằng bây giờ là chắc chắn là vô tù, cho anh sợ quá anh hoảng quá anh bỏ anh chạy thì đó là cái câu chuyện buổi sáng hôm nay À, nó cũng thành tin tức nữa đó một lần dạ nó thành tin tức vì ở mỹ có nhiều cái câu chuyện mà liên quan yeah. đến cảnh sát tin tức cũng rất là vui gọi là nhớ cách đây mấy năm đó có chuyện mà ông cảnh sát mà ổng ổng ông ôm cái con vịt lên á mà cuối cùng ổng quyết định là ổng sẽ không có ghi giấy phạt cho con vịt này bởi vì cái tội là nó qua đường trái phép tức là trên đường xe chạy tự nhiên có ừ. con vịt đâu nó cứ lững thững lững thững nó đi thì tất cả mọi người phải dừng lại để cho nó đi thì cuối cùng ông cảnh sát cũng phải chờ con vịt nó qua xong ông bồng nó lên nhưng mà cái câu là ông quyết định là ông không ghi giấy phạt cho nó ừ. mặc dù nó qua đường trái phép có nhiều chuyện uh, uh, thấy uh, cũng bất nhẫn lắm à, hôm nay có một cái tin liên quan tới một lon bia thôi ừ. mà một người chết vì một lon bia nhưng mà trước hết khi nói về vấn đề mà xe cổ khắp nơi thì một lần nữa thưa quý vị cái chuyện của xe vinfast được báo giới hoa kỳ đề cập đến rất nhiều trong ngày hôm nay chúng tôi đã đọc trong suốt tuần rồi và chắc nguyễn trường ngọc lan đã gửi những cái bản tin này đi rồi nhưng mà trong suốt tuần lễ vừa qua đó hầu như mỗi một ngày chúng tôi nhận được tin gửi đến và trong số đó có những tin liên quan đến vinfast À, thực ra đó à, không chỉ riêng Vinfast, quý vị cũng biết đó, Tesla, Hyundai, Toyota, Lexus, bởi vì trong mạng tin đó, họ có những cái mạng tin liên quan đến các dòng xe mới để làm gì? để giúp cho người tiêu thụ xe là một yếu tố quan trọng trong đời sống của con người ở xã hội Mỹ. ở xã hội Mỹ mà không có xe thì không thể làm việc được và không làm gì khác được cả. ở chỉ ở trong nhà phụ trách hoặc là thậm chí có những người họ nói rằng cố gắng lắm đi xe bus cũng được nữa nhưng mà phải di chuyển ra khỏi nhà. Cho nên thưa quý vị, cái những cái mạng tin này rất quan trọng bởi vì sao? Họ cho chúng ta biết được trên thị trường hiện nay nếu trong trường hợp cần chuyển đổi một chiếc xe, chúng ta nên chọn chiếc xe nào. Cho nên tất cả các review của các chuyên gia về xe cổ đó họ đưa lên. Tốt thì họ nói, xấu họ cũng nói nữa. <laughs> mà thưa quý vị, chưa bao giờ chúng tôi thấy đó cái lời chê chiếc xe VinFast này nhiều như thế. Những chiếc xe khác cũng được đề cập tới nhưng mà không có chiếc xe nào mà bị chê mà chúng tôi đọc vào mới thấy được nó nó chê đến độ mà. Những người này là có cả những ký giả phóng viên họ đã được VinFast trả tiền ở khách sạn mời đi ăn. Đó, rồi có một cái bản à, báo cáo à, theo một cái phóng viên đó họ viết đó anh muốn thử chiếc xe được giao cho chiếc xe và chiếc xe là loại mới đó thưa quý vị được gửi đến đó. thì va xe suv anh bước vào thì anh cầm cái anh lấy cái tay trái đó anh để xuống dưới xe để anh chị chỉnh cái chỗ ngồi của mình lên xuống và cái hành động nó rất là bình thường tất ta phải ngồi thấy thoải mái anh thọt tay xuống anh cầm thì cái cục Chỉnh nó rớt ra. cái ghế nó rớt ra oh. à, Sau đây là những cái tựa đề à, Chỉ dựa vào bản tin để nói thôi à, Absolutely slammed by critics Những người chuyên gia viết cho các tạp chí về xe hơi ở Mỹ Mà chê như thế này làm sao mà có thể bán xe à, Đây là những cái chữ tiếng Anh Yes, tệ quá Return to sender gửi trả lại cho người bán đi unacceptable không chấp nhận được don't buy à, tất cả đây là năm bốn tựa đề của bốn bản tin của những người chuyên gia khi họ thử chiếc xe này và họ báo cáo cho nên chiếc loại mới đó vfa này đó thì bây giờ đó không những vinfast lẽ đương nhiên là bị ảnh hưởng lớn rồi nhưng mà ngay cả giới lãnh đạo ở North Carolina nữa họ cũng rất là quan tâm Bởi vì trong số tiền hợp tác đó là trong đó có cả 1 tỷ chấm 25 tiền tax And những cái incentive, những cái sự gọi là uh, hỗ, hỗ trợ khác của chính quyền tiểu bang North Carolina Và dự trù sẽ xây dựng nhà máy Xây dựng nhà máy thì dễ rồi không sao cả Nhưng mà phải hướng tới tương lai xây dựng nhà máy với điều kiện là phải bán xe được và bản tin cũng nói như thế nữa với điều kiện đó là xe phải bán được thì họ mới thấy được cái hướng đầu tư lâu dài có lợi cho tiểu bang North Carolina và giờ đây đó và đã như vậy đó mà mới đây thì VinFast nói rằng họ đã tìm được nguồn đầu tư và rất mong để bán cổ phiếu ở thị trường xe bán không được mà muốn bán cổ phiếu ở thị trường chứng khoán New York Stock Exchange cho nên đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi giờ tiếp tục với phần tin này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.